hẹp quá dôi, cái hẹp này nó quá dôi canxi thì đặt không được, nó giòn bung cái này nó bị mể, cho nên phương pháp khác không đặt được. Và ngược lại, nếu mà 40-50% đặt vô cái chưa độ hẹp, nó chưa giữ được sen thì bị trôi. Cái đắn đo suy nghĩ tại sao mà đặt lần thứ nhất lần hai ổng không đặt, ổng đắn đo chỗ này nè, sợ đưa vô cái nữa nó trôi, cho cuối cùng suy nghĩ đặt bốn cái còn lại nó đặt lần nữa anh ơi, thì cuối cùng đặt, nghĩa là nó không trôi. May mắn là không trôi, mà là lúc này mình học thêm phần này mình hiểu tại sao ổng đắn đo suy nghĩ chứ không phải tại ổng ác ý mình đâu, anh chị hiểu không? Rồi. Giới thiệu xong nhận điểm đánh phịch phịch, đánh quá trời đánh, đâu biết sao luôn quá các chị ơi. Chia sẻ con mắt là cửa sổ tâm hồn, và con mắt nhìn để các chị biết chị để làm gì không, để có cuộc sống hạnh phúc hơn, chị để làm gì, nhìn để yêu, đúng không, thấy mọi việc mình đang yêu, cho nên bản thân bác sĩ Bụt nhớ thời mà trai trẻ và đang yêu đó, trời ơi. Không biết các bạn có cảm giác không, chứ mà lợi gần người mình thích á, gần gần thôi, tim đập rộn ràng, đập nhanh đúng không? Các bạn có thấy không? Trời ơi, được nắm cái tay con gái thôi nhắn cũng rung, cũng như là hết biết lúc đó trời may là gì luôn. Cho nên cảm giác là trời, học cái bài sức khỏe mắt mình nhớ ồ ào về cái kỷ niệm đó. Không biết anh chị có cảm giác không á? Ở đó mình rồi mà xả nắm tay xả cái tim đập 180 lần nữa. Mọi người là xã hội đó, tại sao nhưng mà rung dữ mà đắp tay rung dữ vậy đó, mọi người cảm giác cực kỳ, cho nên bây giờ làm cho mình thấy trẻ lại, thổn thức cái tim rung ngày xưa để mình yêu giống ngày xưa nữa đó, đó thầy thầy gì á. Đấy rồi, là đầu tiên bác sĩ Bụt xin trân trọng cảm ơn thầy cô Trung Thơ, người đã tạo ra cái môi trường hợp tác thân tình thế này, tạo ra một cái môi trường chúng ta đến đây ngồi để tìm hiểu, nâng tầm hiểu biết kiến thức để chăm sóc sức khỏe chủ động cho mình, để cho chúng ta được làm bác sĩ chính mình, một cảm giác cực kỳ quan trọng ha anh chị. Các chị ơi, giờ phút này mà chia sẻ thấy dễ buồn ngủ đúng không? Cho nên trước khi bác sĩ chia sẻ, bây giờ bác sĩ làm ca sĩ được không? Được. Đỡ đỡ buồn ngủ nha. Dễ buồn ngủ quá. Một câu bài duy nhất thôi. Cho nên anh chị tao cảm nếu được sao có hát cũng hát bài này nữa. Anh chị đồng ý không? Chứ là phải được nhiều như là ca sĩ Duyên á. Cho nên hát mà mình có cái thở gì thích hát bài này thì nó có dính chết tới một chữ một thôi, một từ một thôi. Đúng không anh chị? Từ gì? Hả? Cụ. Chứ đang cái bài cuộc đời vẫn đẹp sao? Như mọi người, chứ không phải bác sĩ thì không bệnh đúng không? Các anh chị đồng ý là bác sĩ vẫn mắc bệnh như bao nhiêu người khác, thậm chí là còn dễ hơn nữa, đúng không nào? Cho nên bác sĩ mình bị gì? Tiểu đường, cao áp, mỡ máu, hơn 15 năm uống thuốc tây liên tục, và hậu quả nó là gì biết gì không? Bị mệt mỏi, bị yếu cơ, đau khớp, và mình ngồi không được, ngồi sớm không được. Và mình đang lo lắng của tại sao mà bị khổ thế này. Mà các chị biết không, một người mà có một cái tâm trạng mà bị cao áp ở trên trong hội trường mình hiện giờ trong đây có ai, có anh chị nào mà bị cao áp không nào? Chúng ta là quen à, vẫn có. Không biết các chị nỗi lo lắng gì khi mình mang một cái chứng bệnh là cao áp, có lo lắng có suy nghĩ gì không, đặc biệt là rất là tâm trạng lo lắng gì vậy, tại sao? Hình ảnh mà bản thân bác sĩ Bụt đi hàng ngày đi ngang bệnh viện, trung tâm cấp cứu đột quỵ tim mạch á, xe đậu hàng hết đường đi luôn, rất là đông, dài trăm chiếc, và nhìn cái xe đó là biết rằng đây là những xe nhà của những bệnh nhân đang vào bệnh viện nằm điều trị. Vì vậy là anh chị biết là bối cảnh người đó là không có nghèo đúng không, có nhiều tiền, và họ sẽ rất là quan tâm sức khỏe, họ sẽ uống thuốc định kỳ, họ đi khám sĩ định kỳ, và họ uống thậm chí thuốc loại tốt nhất để cho giữ được cái huyết áp ổn định, đừng cho bị đừng bị tai biến xảy ra. Nhưng tại sao giờ này họ cũng vào bệnh viện? Vì thuốc nó chỉ làm tạm ổn đó, nhưng mà đến lúc nào
nó bùng phát bệnh di chứng tai biến xảy ra không biết, không mình trước được. Cho nên nỗi lo lắng của mình, người bị cao áp rất là lo lắng. Và cái nỗi lo lắng này thì luôn luôn đang lo sợ vì sao? Bản thân gia đình của bác sĩ Phụ, phía bên ngoại tức là cậu, dì và mẹ lần lượt qua đời vì bệnh lý tim mạch. Cho nên là ông anh thứ hai, mình ruột mình khác lớn mình 2 tuổi cũng qua đời vì tim mạch. Cho nên bản thân mình rất lo lắng, là mình biết mình đang, mặc dù bác sĩ nhưng mà vẫn lo lắng. Và một điều may mắn đến với mình là tháng 11/2021 được một bác sĩ đàn em giới thiệu dòng dinh dưỡng Nutrilite. Và cô nói rằng: anh ơi, dòng dinh dưỡng Nutrilite rất hay, em đã cho bố em và mẹ em sử dụng. Bố em là người bị tiểu đường cao, hen phế quản, dùng chai khí dung, xịt khi mỗi lần khó thở. Và hôm nay bố em đã bỏ chai, đã không cần phải mang theo trong người nữa, nghĩa là hết khó thở. Và bố em từ một ngày tiêm 2 liều insulin và bây giờ chỉ còn tiêm 1 đơn vị, đó là tâm lý khi người đã sử dụng tiêm mỗi ngày nó quen tay rồi. Để chi? Nói lên điều gì là đường huyết là ổn định. Nhờ dòng dinh dưỡng đó rất là hay, cho nên là mình nghe thông tin rất là mừng. Lý do tại sao? Nhưng vừa mới vừa kể các chị nghe là đang lo lắng về bệnh mãn tính này, mình rất là sợ. Và nghe thông tin có một dòng dinh dưỡng hay đó cho mình bắt đầu nghiên cứu. Sau 3 ngày nghiên cứu là quyết định dùng dinh dưỡng. Một điều may mắn đến mình là sau khi sử dụng 15 ngày, dấu hiệu mà đau nhức xương có ngồi xổm không được thì đã hết, lúc đầu không hay. Và đặc biệt nữa, sau 5 tháng là huyết áp mình trở lại bình thường, nghĩa là không còn chứng tăng huyết áp nữa. Vì nỗi lo mình đã được giải phóng đâu anh chị, cực kỳ hay. Cho nên các chị cho là dòng dinh dưỡng Nutrilite một cặp bao tay. Chính vì điều đó mình nghiêm túc nghiên cứu và học hỏi và được vào đây, được thầy duyên của tôi và các thầy khác, các hệ thống trong chuyên viên dinh dưỡng đã bổ sung cho bác sĩ Phụng nắm bắt cơ thể chúng ta cần gì thì đưa vào nguyên liệu đó, nó đúng thì tự sửa chữa để hồi phục. Từ đó mình ai mình cũng nổ ra nè, mình là bác sĩ rồi, bây giờ mình trước đây mình cũng tự hào là mình giúp cho nhiều bệnh nhân khỏi những dấu hiệu bệnh, nhất là những bệnh cấp tính, là sốt nhiễm trùng là rất là hiệu quả. Và một số bệnh mãn tính không lây dẫn như tiểu đường các mình cho là họ uống rồi cảm thấy là khỏe ổn định, cứ nghĩ là gì thì đã là tốt lắm rồi. Nhưng bây giờ mình nắm bắt được cái dòng dinh dưỡng thì mình cảm thấy là mình còn đang thiếu một vấn đề lớn lao nữa, là làm cho dứt điểm cho cơ thể những người đang mắc những bệnh không lây nhiễm này khỏi. Mình mới dỡ hòa ra là đây là một điều kiện mình cần phải nắm bắt và cần học hỏi sâu hơn và nhiều hơn. Mai thay được với thầy của bác sĩ Cuộc chia sẻ trao đổi và được cho vào Viện Dinh dưỡng Quốc gia học lớp chuyên viên dinh dưỡng, nắm bắt sâu hơn kỹ hơn. Và hôm nay với kiến thức đó thì hôm nay được ban tổ chức cho đến đây để chia sẻ lại với kiến thức của thầy dạy cho bác sĩ Cuộc, với kiến thức ở Viện Dinh dưỡng Quốc gia đào tạo cho bác sĩ Cuộc nắm bắt, và hôm nay được trao đổi chia sẻ lại các anh chị để chi, để chị làm bác sĩ chính mình được nào. Được thì cho các anh chị chào bóng tay. Cảm ơn ban tổ chức. Nếu như ban tổ chức không tạo điều kiện thì có lẽ bác sĩ không đứng đây, đúng không? Nên đầu tiên là cảm ơn ban tổ chức và các quý vị ngồi ở hàng ghế đây đã tạo điều kiện cho chúng ta giao lưu với nhau. Đến với chúng ta hôm nay sẽ chia sẻ đề tài sức khỏe lành tim mạch. Cho nên các biết, anh chị biết hình dung cái tỷ lệ bệnh tim mạch hiện nay như thế nào, các anh chị biết không? Anh cho xin cái số liệu thống kê. Hiện nay trên thế giới thì nó có là 17,5 triệu người chết hàng năm. Và đặc biệt là cứ mỗi 2 giây có một người ra đi với chứng bệnh là bệnh lý tim mạch. Và cứ mỗi 5 giây là có một người ra đi vì bệnh nhồi máu cơ tim. Các chị nghe từ nhồi máu cơ tim không? Nghĩa là đến 1, 2, 3, 4, 5 là có một người qua đời trên thế giới này. Các anh thấy khủng khiếp không? Ở Việt Nam thì sao? Thấy không? 25% dân số mắc bệnh lý về tim mạch, nghĩa là sao? Chúng ta ngồi một cái bàn ngẫu nhiên nhau thì 10 người một bàn tròn, nếu ta hỏi thăm lẫn nhau thì nó có 1/4 người có vấn đề bệnh lý về tim mạch.
và đặc biệt là liên quan nhiều nhất là bệnh gì, tăng huyết áp. Bệnh lý tăng huyết áp là tới 45% số, nghĩa là coi như gần như là 1 trên 1 đã bị tăng huyết áp, rất là nguy cơ. Và bệnh này nó đã đứng hàng top đầu cho những nguyên nhân chết hàng đầu, cho những tổng số bệnh nhân chết, anh chị rất nguy hiểm không? Cho nên vì lý do đó thì hôm nay chúng ta ngồi đây là một trong người may mắn tìm hiểu những thông tin này và biết nguyên nhân tại sao chúng ta bị bệnh về tim mạch, đặc biệt là chúng ta biết được cái giải pháp làm sao cho đẩy lùi bệnh này, làm sao cơ thể ta phục hồi lại, đúng không nào? Các anh chị đồng ý không? À, như vậy là chúc mừng anh chị, hôm nay chúng ta sau khi buổi này ra thì chúng ta phải biết được phần nào là chúng ta làm bác sĩ hiểu biết về cơ thể chúng ta cần gì để cho trái tim ta khỏe hơn. Rồi xin slide tiếp theo. Để biết vào cái tình hình bệnh lý tim mạch này thì chúng ta phải nắm được hệ hệ tuần hoàn anh chị. Nói bệnh lý tim mạch tức là chúng ta biết được đây là trái tim, và đây có mô hình vẽ là mạch máu. Khi trái tim chúng ta bớt đi thì lượng máu tượng trưng cái màu đỏ này là đẩy khỏi trái tim mình đi đến tất cả các cơ quan trong cơ thể mình, các tế bào cơ thể mình đã được lượng dinh dưỡng đưa vào đây, cũng như các dịch vô đây là một cái tế bào và nó được trao đổi cho dinh dưỡng, và sau khi trao đổi lấy chất dinh dưỡng xong và phần máu còn lại là những rác thải trong cái tế bào này thì được thu hồi về hệ thống màu xanh gọi là tĩnh mạch và trái tim. Cứ như thế là được trao đổi phổi và gan lọc máu và lên phổi trao đổi lấy chất oxy, chất trao đổi rồi xong thì nó luôn một con đường đồng tuần hoàn như thế này, nghĩa là đi giống như một đường một chiều không có quay ngược lại, giống như ra trên lộ mà trong nó ô có một đường một chiều không thể nào đi ngược chiều được đó. Chúng ta tạm thời nắm cái dòng tuần hoàn như thế. Và các chị cái hệ này nè, các nhà khoa học nghiên cứu nếu mà cắt nối dài nhau cái chiều dài nó là 96.5 km, anh chị tưởng tượng rất dài đó, rất là dài. Rồi vì tại sao bây giờ chúng ta bị bệnh lý tim mạch nhiều? Ở đây nói về tim mạch tức là hai vấn đề, hai là bệnh mạch máu và bệnh tim, nhưng mà với một thời gian thời lượng ở đây cho có 45 phút, không thể nào nói được nhiều hết anh chị, là chỉ lượt kê thôi. Vậy một số bệnh mà chúng ta hay thường nghe nhắc tới và hôm nay tập trung nói những trọng tâm. Các chị hình dung mà ở đây thường nghe chắc đó là bệnh tim, các chị hay nghe nói bệnh gì các anh chị biết không? Các anh chị đầu có thể là cho biết vài thông tin về bệnh tim. Cứ nghe kể bệnh tim là gì? Hả? Hở van tim. Rồi máu cơ tim. Suy tim. Suy tim. Hở van tim. Hẹp hở van tim. Rồi bao nhiêu đó đây? Nhiều quá. Có bệnh yếu tim không? Yếu tim là sao? Nãy bác sĩ phụ kia đoạn mới quen yêu yếu tim. Nơi gần là người yêu mà tim nó đập rộn ràng, đập không chịu nổi luôn, gọi là yếu tim. Đúng không ạ? Các anh chị nào cảm giác yếu tim không nào? Cháu xin giờ làm quen đấy. Có nhiều cảm giác bị yếu tim khi lại gần yêu là rung rung bệt lên. Đấy, đó là những bệnh lý về tim. Đây, hôm nay chúng ta sẽ nói một số bệnh chính mà liên quan đến cuộc sống hàng ngày dễ đưa đến. Thí dụ như chúng ta nói về nhồi máu cơ tim hay là tai biến mạch máu não liền với người hoặc là qua đời. Nhưng bây giờ tại sao bị nhồi máu cơ tim? Các chị có muốn biết không? Muốn biết thì có những dấu hiệu này gọi là tiên triệu chứng. Các chị nào nghiên cứu thì liệt kê một số rồi đó nha. Cảm thấy hồi hộp lo lắng, dấu hiệu của những người biểu hiện về tim. Có ai cảm thấy lúc nào nó hồi hộp lo lắng chưa, có không? Tim đập rộn ràng, tự nhiên nhanh nhanh lúc chậm chậm nữa, có không? Dấu hiệu là chúng ta đi lên cầu thang thấy mệt, tim đập nhanh hơn, có không? Chúng ta leo lên tầng 1 thì mệt, rất là lên tầng 3 mệt, vừa ngồi thở thì gấp luôn, có không? Những dấu hiệu đó chị hay buồn ngủ, hay ngáp hoài đó, hay chóng mặt đó, có không? Những dấu hiệu đó dấu hiệu của vấn đề bệnh lý tim mạch. Liệt kê ra mọi chất nó chất gì bác sĩ kể mọi gì tôi có chứ đúng không? Kể ra gì có, đặc biệt là
Khi có những cơn đau lối ngực này, ở đây có anh chị nào có cảm giác bị đau ngay vùng trái tim này không? Lối lên rồi vẫn khó qua, có không? À, nếu mà lối dữ tợn, mất thở, lả mồ hôi, có không? Có luôn. Wow. Nếu có đó thì anh chị sợ không? Cảm giác những người chưa có thì không sợ đâu không? Bác sĩ Cuộc là một những người may mắn hơn những người mà chưa cảm giác đau lối ngực này. Các anh chị muốn biết tại sao không? Muốn nghe bác sĩ Cuộc kể không? À, khi mình phát hiện mình bị mỡ máu tăng cao cũng cách đây mười mấy năm, nhưng đến khoảng giai đoạn là năm 2015 á, là cơn đau nó thắt ngực đây nè. Vì lúc đó là còn sung lắm, các bạn rủ nhậu là chém thù chém đặt là chơi không sợ. Và 2-3 giờ sáng bắt đầu có những cơn đau lối như này nè, thoát qua cái rồi ngồi dậy nằm xuống ngủ tiếp. Và mình cũng lo lắng, mình sáng xong xin đi khám bệnh kiểm tra tim mạch các thứ. Mà cứ như vậy mỗi lần cơn đau vậy thì sáng kiểm tra là bác sĩ chẩn đoán là trào ngược dạ dày liên tiếp một năm. Và kế như thế là cứ tăng dần dần, đúng một năm sau có một cơn đau dữ dội vào ban ngày lúc 3 giờ chiều. Đau quá thì mình đo cái điện tim đó. Và sau đó thì các bạn đọc không tới đó cũng là thiếu máu cơ tim, không có vấn đề gì. Thì mình có chủ quan, mình về nhà cũng tiệc tùng. Ngày hôm sau mình cảm thấy ngồi buổi sáng cũng người đang hồi hộp lo lắng lắm, mới mang cái điện tim lên nhờ thầy của bác sĩ Bụt, là bác sĩ Truyền, là bác sĩ chuyên về tim mạch của Đại học Y Cần Thơ. Mở đầu ông cầm cái điện tim kéo ra, cái các bạn biết diễn tả hay sao, ông diễn tả sao, trời giờ này đúng rồi, ông ngồi cho bàn thờ có cái nhang đốt nghi ngút rồi, ủa sao mày ông ngồi lúc này, ủa này sao thầy, người ta bị cái biểu hiện điện tim này người ta chết qua trên, sao mà nó đang sống? Vậy là ông kiếp trước có tu lắm, ông mới sống được vậy. Nghe nói thì sợ không, nó bị giật mình không? Trời ơi, nghe nói rồi hết hồn luôn, vậy làm sao thầy? Tôi đề nghị ông vô bệnh viện kiểm tra liền. Và các chị biết không, đi làm thủ tục giới thiệu chuyện lý tới bệnh viện Chợ Rẫy. Và cũng được ưu tiên là gửi gắm cho nên các anh bác sĩ trưởng khoa đến tiếp nhận hồ sơ và đặc biệt đưa cho mình vào bàn mổ để kiểm tra chụp mạch vành và chẩn đoán hẹp mạch vành hai nhánh phải nhánh trái. Và đề nghị đặt stent. Thì mình là bác sĩ mình nghe đó đúng chuyên môn, mình không có lý do gì mình phải lăn tăn suy nghĩ. Cho nên ok rồi lên chuẩn bị vô phòng mổ. Bạn anh chị biết không, thủ tục bây giờ đặc biệt là khi đặt stent nghĩa là thủ tục đầu tiên có đầy đủ mới làm, chứ không là các chị biết thủ tục gì không? Tống tiền. Mà các chị biết không, hình dung bị đúng lắm, lên này đóng tiền số tiền lớn, mình mang theo đủ cho nên bắt đầu dưới quê đi chuyển tài khoản ở trong nhà bà xã chờ đợi, thì mình đã lên phòng mổ rồi. Các chị luôn rằng khi lên phòng mổ là sao không, một người đang nằm trên giường mổ thì thế nào, các chị biết cho chị không? Sợ. Nhưng mà cái không sợ đã đáng sợ gì, nằm trên bàn mổ với cái máy lạnh này 3-4 cái nhiệt độ 17 độ 16 độ mà nằm căng như thế này, không một mảnh giải cho ta, điều gì xảy ra? Các chị thấy gì bị xảy ra? Lạnh đúng không? Lạnh mà không chịu làm gì, thay gì đất mình muốn dưới đất hay không để trời đất ơi trời à, không biết không? Chờ chút xíu rồi rồi cũng tốt lắm, thì xong bắt đầu nè anh chị thấy khổ ghê không? Chưa nói cái cảnh mình nằm ở trong cái viện thế nào đâu, lúc diễn tả là chị không dám nằm luôn. Mà tốt nhất là chị đừng nằm bệnh viện được không? Cho nên hôm nay học bài này thì chúng ta làm gì đó đừng bao giờ cảnh nó xảy ra được không? Rồi cảm ơn anh chị, chắc chắn nếu ta biết cái này không nằm ở đây, biết bài này rồi sẽ yên tâm, chúng ta không ở cảnh đó được chưa? Các chị muốn biết không, để chúng ta khỏe khỏi đi bệnh viện thôi. Rồi à, bác sĩ Bộ được may mắn được đặt stent. Cho nên các anh chị muốn xem cái tim, cái stent bác sĩ Bộ nằm đây thế nào, mở cho các anh chị coi liền nè. Cũng phải không? Mở quá là thấy stent cũng đây. Ở thầy Duy, xem thầy Duy. Các chị hình dung đặt stent nào không? Chỉ cần hai đứa áo xuống là thấy stent nằm như này. Muốn xem không? Rồi, ai chị cho xem cái stent của bác sĩ Bộ nằm trong cái tim nào. Mời. Cái clip á, clip. Các chị đặt stent là người ta phun gấp rất là hiện đại. Ta lòn, đưa cái kim đây là lòn cái kia trước đây. Và đưa vào đây.
và cái dụng cụ nó đưa tới đây vòng tới trái tim, và người ta lỡ đúng cái chỗ hẹp á, tôi bung ra thì cái xe nó bung này để nó ép cái chỗ mà hẹp bung ra hết chưa? Một giây à, khoảng một phút chúng má cũng hoàn á. Thôi tới vậy thì giờ đây là hình dung mình ta luồn vô đây, và sau khi rút cái này ra thì nó bung lên vậy. Chút xíu đó sự diễn tả trên bảng lại thấy sự các bạn đang tìm cái chỗ clip đó. Trong thời gian đó thì bây giờ người ta hiểu hôm nay rất là nhiều nguyên nhân đưa đến cái bệnh lý về tim mạch. Các chị dung rằng trong cơ thể chúng ta thường nói những người bệnh lý tim mạch là do nguyên nhân gì? Là mỡ máu, mạch máu bị dơ. Nhưng bây giờ thường là đối tượng nào mà mỡ máu nhiều cái gì? Hả? Mập. Mập cái phần đó các chị hay đó. Nhưng bây giờ ớn gầy có bị ra không? Chứ vậy là đối tượng nào cũng có chứ sao không bị mập giống? Đúng không ạ? Ai cũng có. Cho nên đừng chủ quan. Tôi mấy người mập mới bị, tôi ớn tôi cũng sợ. Đừng chủ quan. Thì tại sao người gầy vẫn bị vẫn gầy? Các chị cho mình người gầy vẫn bị lý do tại sao không? Người gầy thường là những người là thiếu máu. Thiếu máu là thiếu thành phần chất dưỡng máu. Mà thiếu máu vậy á là dinh dưỡng đưa đến não, không có đủ dinh dưỡng não. Mà tế bào não là nơi tế bào trung ương cần dinh dưỡng. Ai thiếu cái chỗ này không được thiếu, vì là trung tâm điều khiển toàn bộ cơ thể. Cho nên nó lĩnh toàn bộ cơ thể giúp sức làm sao đưa dinh dưỡng để cho đủ. Trong đó có mạch máu co nhỏ là bớt, trong đó trái tim bút mạnh bút nhanh hơn, để khi đưa cái lượng máu luôn hồi lên đây trên não là đủ. Lấy một hình ảnh thế này, các chị thấy ví dụ như thành phố Cần Thơ cần là 100 chiếc xe chở gạo từ kho gạo ở nông trường sông Hậu về đây để cung cấp cho dân thành phố ăn mỗi ngày. Nếu 100 xe nó vận hành đúng đủ thì mỗi ngày đi một chuyến xe là thành phố Cần Thơ bị dân đủ gạo đang. Nhưng vì lý do xe nó bị xài hoài, nó không bảo dưỡng, nó bị hư 50 chiếc đi, còn 50 chiếc chở gạo thì chở đến gạo không đủ phân phối. Mà cơ thể ăn mỗi ngày phải mới ăn, không đủ là sao? Ăn thiếu đúng không? Thiếu gì vậy thì đói. Đói là sao? Cũng máu nữa. Cho nên người gầy là cũng thiếu máu do nguồn nguyên liệu đưa vào ăn không đầy đủ, cho nên là người thiếu máu. Mà thiếu máu thì não đang cần đủ máu. Thế vậy là buộc là 50 chiếc xe để chạy, lúc đó chạy nhanh lên, chạy nhiều lần lên. Như vậy là phải xe chạy nhanh lên đúng không? Gấp đôi lên. Như vậy thì lượng trái tim nó bóp mạnh lên, bóp mạnh lên tống máu đi để nuôi dưỡng cơ thể. Thì lúc gì bóp mạnh lên thì là gì? Mục đích lấy dinh dưỡng, nhưng mà áp lực nước máu trong cái nhiệt là gì? Dạ. Cao huyết áp đúng không? Mà khi cao áp thì điều gì xảy ra? Lượng dinh dưỡng thiếu thì lại đặc biệt đó là những người đó lại ăn tinh bột nhiều, thịt trứng cá sữa lớn, cho nên nguồn nguyên liệu ăn vào thì dư năng lượng. Mà dư năng lượng đặc biệt cơ thể mình có một cái hay, tức là biến tượng năng lượng dư, đặc biệt là đường á chuyển hóa thành mỡ dư trữ trong gan. Mà cứ người hà tiện hoặc người nghèo không được điều kiện ăn uống mà dinh dưỡng không đầy đủ thì lại mỡ máu trong gan càng ngày càng nhiều. Mà gan mỡ máu nhiều thì lại là nó trôi theo máu ra vào mạch máu. Vậy lúc đó là xét nghiệm máu là gì? Mỡ máu. Mà mỡ máu nó có thì sao? Phải là mạch máu dơ không? Mà máu dơ càng nhiều thì là mạch máu càng hẹp hơn, dơ càng dơ thì càng hẹp hơn. Vậy là lượng máu lên não để ít hơn, thiếu hơn nữa thì nó buộc trái tim bốc mạnh hơn nữa, tăng ra nữa. Các chị hình dung rằng nó là một cái máy bơm nước và ống nước dài như này, mà đầu kia thiếu nước thì buộc cái bơm hết tăng mạnh lên đúng không? Tăng ga lên, máy chạy lên, mà đầu kia ống nước thì mới đủ lượng nước ra. Nhưng mà tăng quá và đầu này cái ống nước bị hẹp, mà nguyên nhân hẹp là do cái gì? Do rác hay là do chúng ta thấy bể xịn cái cột thuốc rồi vậy? Vì vậy máy bơm mạnh lên, đầu này bị co lại thì áp lực cho đầu mạch máu bị tăng lên đúng không? Và tăng chỗ nào nó bị yếu thì nó vỡ ống nước ra, tiếp tục vỡ ống nước. Vì vậy các chị hình dung rằng vỡ ống nước nghĩa là mạch máu chúng ta bị vỡ. Khi trái tim sẽ bốc mạnh, áp lực tăng thì gọi là vỡ mạch máu. Nếu mạch máu bị vỡ đâu? Ở trên não thì gọi là tay biến mạch máu não. Các chị hình dung được chưa? Nhưng nếu mà không bị vỡ mạch máu não mà những cái máy bơm bơm mạnh hơn, tăng loại hơn ngoài trái bơm, các chị có thấy cái hình dung trái bơm không?
cái nguyên nhân đó là gì? Là tại bệnh lý tim là nhồi máu cơ tim là chết. Như vậy thì cuối cùng hình dung hình ảnh là máy bơm máu rất là hình dung ra phải không? Cho nên trái tim bốc mạnh thì huyết áp tăng cao và trên này là mạch máu yếu đi, mỏng đi, giòn đi. Mà tại sao mỏng yếu giòn đi? Là do gì? Chúng ta ăn uống hàng ngày không đủ chất. Đặc biệt là chúng ta dùng thuốc tây, mà thuốc tây nó là con dao ba lưỡi, đồng thời thuốc tây có tác dụng phụ đủ thứ, đồng thời nó làm mạch máu bị giòn đi, là yếu đi. Cho nên người bị cao huyết áp ăn uống không đủ chất, không sinh hoạt đầy đủ, thiếu rau củ quả trái cây thì mạch máu bị giòn đi và dễ bị tai biến mạch máu não. Các chị hiểu chưa? Hoặc là dễ nhồi máu cơ tim. Rồi xem lại các chị nha. Đó, mà các chị hình dung đi cái ống này, cái ống này nè, xuất phát đi từ chỗ cái nhân nhánh mạch máu này đó, một đường đi. Cái đường đi này nếu mà chụp chặt đi lượng thì sẽ bỏ đi từ ngay chỗ bẹn, khoét nó đưa cái kim luồn ngay chỗ bạch để lòn cái đó, cuối cùng rút ra thì đây là stent. Bác sĩ buộc là may mắn lên thời điểm đặt stent này, và lúc đó ra đời cái stent, trước đó đã có stent kim loại, và tới thời điểm bác sĩ buộc lên đặt thì bác sĩ giới thiệu có một stent sinh học. Hỏi sinh học với kia khác nhau vậy đó. Sinh học nghĩa là 24 tháng sau nó sẽ tự tiêu, là cái này là nó bị tan mất đi. Tan mất đi là lúc đó cơ thể là không còn bệnh lạ, mà không lạ thì nó yên tâm hơn và thống nhất đóng tiền mắc hơn chút xíu. Có chuyện là hai cái đóng 80 triệu, đúng 24 tháng sau là đạt đúng theo nhu cầu của nhà sản xuất là tan mất. Vậy thì anh chị thấy phải không? Giật lạ cơ thể không còn, người ta mất xíu rồi đúng không? Theo các chị là mình ok không? Tuyệt vời vậy không? Sao sao? Tan hết rồi thì đâu còn mình giật lạ, không sợ nữa. Nhưng lúc đó đúng là vui đúng không? Nhưng mà là không vui. Tại sao? Tiếp tục mở cái vòng nằm này thì theo ta hấp cái những co lại thì nó hẹp như sao chưa đủ, phải đặt lên lần thứ hai. Tức là phải hơn ta không? Một đời này hơn ta lại chỗ đó. Làm một lần chưa chịu, chịu lần thứ hai, đặt lại lần nữa, 80 triệu nữa. Đó là một điều thiệt thòi. Nhưng nếu đặt thời điểm ra sau khi đặt lần đầu tiên mà mình biết được dòng dinh dưỡng Nutrilite này nó có cái tác dụng, chút xíu bác sĩ một giải thích cái tác dụng tại sao thì sẽ may mắn hơn. Nghĩa là không mất 80 triệu sau, mà lấy 80 triệu đó uống dinh dưỡng thời điểm sau khi đặt lần thứ nhất là cái stent nó tan đi, thì lúc đó cơ thể mình máu nó sạch bình thường thì nó quá khỏe một tuyệt vời đúng không? Nhưng không biết, mình đặt lần thứ hai rồi mới biết. Nhưng mà chẳng sao, biết rồi còn hơn không, còn may mắn hơn là những người hoàn toàn không biết. Đó là vậy đúng không? Cái gì thì chút xíu ta biết cơ chế tại sao mà mình biết sớm hơn nó sẽ lợi thế hơn. Rồi, đó là vấn đề mạch máu bây giờ cho người gầy. Và người béo phì thì sao? Các chị thấy bây giờ béo phì nhiều hơn phải không? Và trẻ hóa nhiều, cho nên bệnh lý tim mạch nhiều hơn. Trẻ hóa đúng không? Trẻ hóa nhiều hơn. Bởi lý do gì? Các bạn mà béo phì đó thường là gì? Ăn, thích ăn gì? Dầu mỡ. Ăn thịt cá, trứng sữa. Nhưng mà không thích ăn gì? Không thích ăn rau. Cho nên là gia đình bên bà xã mình có con với cậu út đó, tức là em của bà xã, có hai thằng con trai, chứ là rất không mình giỏi lắm. Từ khi biết đầu biết ăn cơm tới giờ phút này chỉ cơm, sườn, thịt nướng, không có gì khác hết. Các chị thấy nguy cơ không? Tới giờ là mười mấy tuổi rồi, học lớp 10, cấp 3 rồi, không ăn một miếng ra mà hết. Tướng mập mập tròn trịa nhưng mà nhìn thấy nguy cơ lớn lắm. Cho nên các chị biết rằng nếu như một người mà hằng ngày mà ăn thích ăn như thế đó là nguy cơ mắc gấp 20 lần người ăn uống rau củ quả bình thường. Cho nên ở nhà đây hiện giờ các bạn nào nếu mà có con có cháu hiện giờ không thích ăn rau thì làm sao đó để cho các bạn có chất xơ trong ruột đó nào, trong bao tử đó nào? Có cách, có giải pháp không? Có. Các chị tuyệt vời. Vì sao? Nếu như đã thống kê rồi, nếu không ăn rau củ quả là thiếu chất xơ thì nguy cơ bệnh lý thì mạch gấp 20 lần người ra ăn uống bình thường. Cho nên nguy cơ rất cao. Mà nguy cơ tim mạch là tim mạch là gì? Là chuyện chết chắc không ạ? Có thêm nguy cơ không? Lưu ý phần đó. Rồi nhiều người béo phì không thích ăn rau,
người có thể lại gì nữa, thụ động, thích ăn chế biến nhanh như là xúc xích nè, mì tôm nè, bánh tráng trộn nè, không ăn. Có mấy bạn là thì trước đây thích bánh tráng trộn, bây giờ bỏ không ăn nữa, đỡ. Các bạn trẻ là thích ăn bánh tráng trộn, xúc xích, viên gói, mì tôm, nhà cái gì pizza mà kèm cái gì nước ngọt, coca, ăn thứ hấp dẫn không, cho nên bụng đích rất lớn, rất là nhiều. Các chị cũng rằng là người béo phì thì nguy cơ cao và trẻ hóa dần. Như vậy thì để giải quyết tình trạng này thì chúng ta có giải pháp không? Và các chị hình dung rằng để vẽ lại cơ chế tại sao chúng ta ăn uống thức ăn mà dễ đưa đến là bị mỡ máu cao và bị dơ mạch máu. Các chị hình dung thế này, xin phép là vẽ trên bảng cho các chị hình dung nha. Khi thức ăn của chúng ta ăn vào mỗi ngày, thức ăn ví dụ như người ta ăn gì, cơm đen, thịt đen, rồi cá trứng sữa đen, không ăn rau củ, chồng cũng lại chứ không, rồi không ăn chúng này cái gì, chúng chồng thích gì lấy lại tinh bột hay là đường, chất đường, cái đạm, còn gọi là vitamin, mấy cái bảng này quá siêu định cho xem đó, khoáng chất, dưỡng chất thực vật. Chú quy là chúng ta mục đích là để cho cơ thể chúng ta nãy rồi, tế bào cơ thể chúng ta cần là những cái chất cụ thể như thế. Đây chúng ta đầu tiên tế bào ta cần gì? Nước, đạm. Oxy và chúng ta cần gì? Đạm. Béo, đường, vitamin, khoáng chất, dưỡng chất. Nếu như cái này đầy đủ là tế bào này trẻ quá, thì có thể là tế bào này khỏe mạnh, phải không? Nhưng bây giờ xem là cái này, thức ăn trên bàn chúng ta đầy đủ dinh dưỡng không? Không, không đủ, thiếu dinh dưỡng, phải không? Thiếu dinh dưỡng mà dư gì? Thừa gì? Hóa chất. Hóa chất, chất bảo quản. Chứ vậy thì nguồn nước ăn hàng ngày là không bảo đảm theo nhu cầu này thì tế bào chúng ta sao? Không khỏe. Thì không khỏe là càng ngày nhiều ngày tháng thì chúng ta phải đưa đến gì? Bệnh. Bệnh đúng không? Đó, chúng ta nắm được, ta nắm được cái quy luật cơ chế này thì chúng ta còn được giải quyết vấn đề. Đặc biệt tại sao bị mỡ máu, mạch máu bị dơ? Anh chị lưu ý là tại sao mình đặt được câu hỏi đó. Chứ gì? Khi chúng ta ăn thức ăn này vào, thức này vào thì cái gan, nhiệm vụ của gan chúng ta là chuyển hóa, lấy cái này thức ăn vào đây thì thức ăn chuyển hóa là gì? Đạm, bột đường, vitamin, khoáng chất và mỡ, hay là gọi là chất béo. Béo và đặc biệt cái béo này trong song hành, nó có là béo tốt và béo xấu. Đúng. Nếu như nguồn thức ăn ra đầy đủ đạm, nếu mà đạm đầy đủ, đạm đầy đủ và đạm tốt, chất lượng tốt thì chúng ta sản xuất được cái đạm này tốt rồi. Nhưng mà cái nguồn thức ăn cái này hiện giờ do môi trường điều kiện sinh hoạt của người Việt Nam mình á, đặc biệt ăn quen theo thói quen mà thời mà bao cấp đó, tức là ăn độn cơm ra nhiều hơn thịt cá trứng sữa, cho nên là một người qua lo một chiếc cơm ăn đôi khi gấp một miếng thịt miếng cá là xong chiếc cơm, đúng không? Cho nên lượng ăn là nhiều, và khi ăn nhiều mà lại thịt cá trứng sữa ít thì luôn luôn lại lượng này đạm này bị thiếu, đạm bị thiếu, đạm này sản xuất ở trên ta, và cuối cùng mình đạm này giảm hơn, ăn đồ ăn nhiều nó không có đủ. Mình lại dư là dư tinh bột thì năng lượng tinh bột được chuyển hóa thành chất béo. Nó khổ vậy. Phải chi mà ăn ít thịt, thịt mỡ thì béo, với thứ này mà ăn không có, nó lấy nguồn từ tinh bột á, mà dư
cơm thế nào, người các chị tới đuối không, ăn mình 3 chén 4 chén cơm cảm thấy mới no, không có độn rau ăn cho no, mà chính vì tinh bột chưa đó nó tạo cái đẹp béo rồi béo xấu, và càng ngày cái béo tích lũy ra nhiều. Béo xấu đầu tiên nó ở đâu, nó xuất hiện đâu, trong tạo mỡ cái béo này nè, và nó xuất hiện nó nằm ở trong trong tế bào gan nhiều, gan nhiều, và nó nhiều nó nói là cái gì, mạch máu chúng ta là nhiệm vụ mạch máu đến gan để mà đào thải độc tố và tích lũy năng lượng, dự trữ năng lượng trong gan, đồng thời máu mở nhiều thì nó sẽ ra, nó quay ngược ra, mạch máu vào thì nó sẽ ra, nó ra theo cho nó chứa nhiều chất béo, mà nhiều chất béo này nó đi đâu, chất béo này nhiều đâu, nó ra mạch máu. Các chị hình dung mạch máu ra đây thì cái béo này từ đây nó phải vào mạch máu đúng không, và xuất hiện đây là béo này nó xuất hiện mà nó bám theo thành mạch máu, bám dài dài. Anh chị hình dung 96.500 cây số mạch máu nó sẽ bám dài hết trong này. Ở đây nghĩa tượng trưng một thời điểm, một điểm cho anh chị hình dung. Vậy cái béo này nó sẽ tập trung bám đây. Đầu tiên là cái béo này á, nó lấn hết, nó bám ở ngoài thành mạch máu trước, và sau đó do nội tạng, do các thứ nó ép đến thì bắt đầu nó mới chạy vô, chạy vô càng nhiều. Và các anh chị hình dung cái béo này luôn luôn cơ thể chúng ta song hành béo tốt và béo xấu, và có béo này nó cấu tạo thành phần, nó là béo tan môi trường trong nước, và béo nó tan môi trường chất béo, chất dầu đó, thì nó tạo một khối thế này, chị hiểu không? Đây, mà đặc biệt cơ thể mạch máu mình sống rất là công bằng, giống như đàn ông Việt Nam mà có một câu nói là làm trai hay vợ phải thương cho đầu. Cái gì thì mạch máu trong đây nó lại không thương lành nên là bám này cái cuối cùng anh chị thấy không, bản này nó bị hẹp đúng không, thì gọi là mạch máu bị dơ và hẹp. Và các anh hình dung rằng tất cả mạch máu nơi nào quanh co khúc khuỷu là nó bị cho nó bám nhiều nhất, bị cho nó bị cản trở lưu thông, cho nên là giống như mà rác một bình trên dòng sông, chỗ nào mà quanh co thì nó bám là nhiều, cái giữ lại đó thì mạch máu mình cũng vậy thôi. Nhưng các chị hình dung rằng nếu như toàn cơ thể ta báo gì mình gặp cái chung quanh co, mà cái quanh co là tạo một khối thế này lại, nó nằm ở đâu? Giờ nếu nó nằm ở trái tim, à bây giờ tạm thời dễ nằm ở trái tim, các chị hình dung trái tim nó đẹp đẹp giống như bác sĩ Vũ diễn tả đi ha. À, trái tim mình thì nó có cái mạch máu, đây, các chị hình dung cái mạch máu đây, và nó sẽ tạo nhiều ngõ ngách. Đây, thế vậy đây, tất cả là những ngõ ngách, và mỗi chỗ ngõ ngách này là một chỗ vấn đề quanh co khúc khuỷu. Mà các chị hình dung đây, nếu cái nguyên cái bộ này nè nó bám vô đâu, ví dụ nó bám vô đây thì ta gọi là gì các chị? Hẹp. Đó là gì? Hẹp vành. Hẹp mạch vành, đây là cái mạch vành. Cái đặc biệt cái mạch vành này đó là máu chết tim mình được nuôi cái mạch vành này á, là khi chết tim mình bớt đi thì tất cả các lượng máu tống đi nuôi hết toàn bộ cơ thể. Nhưng mà chết tim mình lúc mình nghỉ tại thời kỳ tâm trương á, là cái chỗ này nó có cái van, và máu bắt đầu của mạch máu nó đưa vào đây, nó mới nuôi khắp cơ tim mình. Thời kỳ trái tim ngưng không bớt trương ra là thời kỳ áp lực âm để hút lấy máu cá đơ về, thì đồng thời nó lại tấm máu đưa vào nuôi mạch vành, là nuôi hết toàn bộ trái tim. Nhưng mà do cái lượng này nè, cái này là nguyên khối này nè, nó nằm ở đây hoặc nó nằm ở đây, các chị hiểu không, hoặc là nằm chỗ này thì nó gọi là hẹp mạch vành, trên mạch vành này mà nó có nhánh trái, nhánh phải, sau nhánh phải, sau nhánh rất là 5-6 nhánh nhỏ cách. Và nếu nó ngạt đây thì người ta giải quyết đầu tiên biểu hiện này là gì? Thiếu máu cơ tim, là hay những cơn đau thắt ngực, nếu cái này nó hẹp mức độ thì dưới 70%, các chị hình dung không? Khi nó hẹp này thì nó hẹp mức độ là chia ra, nếu mà 70% tức là cái độ hẹp nó nhỏ đó, nhỏ đó, rất là nhỏ rồi á, nhỏ rồi, còn chỉ một con đường đi nhỏ thôi.
70% này thì người ta bắt đầu chỉ định đặt stent là các chỗ như thế này bung ra đó, để chi bung cái này ra cho nó rỗng ra thôi chứ không làm gì hết. Rồi mà dưới này thì sao, 50, 40 góc độ của đây thì các chị biết làm gì không? 70 đặt đây nhưng mình này mới 40, 50 thì làm gì? Theo các chị làm gì? Để lại thôi, làm gì chờ nó hẹp nữa đặt chứ làm gì đâu vậy, đúng không? Không có làm gì khác đâu. Bây giờ góc độ cái là cái gì khó xử rồi cắt bỏ hoặc là đặt để nông ra thôi, trong làm khác. Như vậy thì bác sĩ cũng là bị cái này là đến 70% đưa lên bằng mổ đặt lại một cái nhánh thứ hai chưa được 70% thầy bác sĩ kết thúc không đặt và ông cho ra phòng. Phòng ông đã đặt tiếp 4 cái còn lại ông ra đấy anh cũng rồi chắc là đặt cái thứ hai. Ủa nó sao thế, anh đặt về đặt cái thứ hai này ô bác sĩ? Hồi nãy tôi hơi đắn đo suy nghĩ nhưng mà thôi bây giờ tôi quyết định đặt tranh lần nữa chứ không. Các chị tưởng tượng là đại mưu phòng mổ banh ra rồi sướng lắm nữa, cho vô lần nữa à, với một lần hai là cách là những hai ngày khác nhau chết luôn. Rồi bây giờ vậy khi mà giải quyết đặt stent thì làm sao? Các chị hình dung đặt stent là làm sao? Là nãy bung ra coi hình nãy không thấy rõ em. Bây giờ Diễm đã cái stent làm thế này, các chị thấy nè. Thứ nhất là stent này nó như một cái ống này đây, và stent này cái lưới đan nó là cái lưới là so nó bung ra thôi để cho nó ép cái mỡ cái chỗ mà bị hẹp đó, nó ép ra bung rộng ra, mục đích là gì? Cho cái dòng máu lưu thông đó, tức là dòng máu nè nó chảy vô đây dễ dàng và đi qua đây dễ dàng, anh nhìn chưa không? Lúc đó thì khi nó bung ra thì cái mạch máu mình nó lại là bung rộng ra, hai bên bung rộng ra tạo thành cái túi phình, cho nên hẹp quá dôi, cái hẹp này nó quá dôi canxi thì đặt không được, nó giòn bung cái này ra bị bể, cho nên phương pháp khác không đặt được. Và ngược lại nếu mà 40-50% đặt vô nó chưa mức độ hẹp, nó chưa giữ được stent thì bị trôi. Cho đắn đo suy nghĩ tại sao mà đặt lần thứ nhất và lần hai ổng không đặt, ổng đắn đo chỗ này nè sợ đưa vô cái nữa nó trôi, cho cuối cùng suy nghĩ đặt 4 cái còn lại đặt lần nữa anh ơi, thì cuối cùng đặt nghĩa là nó không trôi. May mắn là không trôi, mà là lúc này mình học thêm phần này mình hiểu tại sao ổng đắn đo suy nghĩ chứ không phải tại ổng ác ý mình đâu, anh chị hiểu không? Rồi nếu đặt xong là như thế, rồi bây giờ góc độ tây y là như thế rồi, và tây y thêm một cái nữa là thường hẹp cái này á, là cái lượng máu này nè các chị hình dung, các chị hình dung lên tới cái não mình đi ha, lên tế bào não mình, nếu như cái mạch máu mà nó bị hẹp lên mức độ trái tim nó bơm lên đây tế bào não nó nuôi không nổi á, các chị hình dung giống não không? Mày mắc giấc não được rồi, sợ không giấc à, giấc não gì nè, cái mạch máu này anh chị hình dung lên tới đây, đây là trung tâm của tế bào não, là trung tâm điều khiển nãy nó nói rồi ha, nó điều khiển là tất cả toàn bộ cơ thể và vận động, thì nơi nào mà bị hẹp bị thiếu nè, nhưng mà cũng này không được thiếu dinh dưỡng, không thiếu oxy, cho nên là bằng mọi giá là anh ra khi đó máu là đủ đưa đây. Và như vậy thì anh mới ra lệnh chết tim này nè, bị hẹp máu ra đây không đủ, anh ra lệnh chết tim này bút mạnh hơn, bút nhanh lên, đồng thời mạch máu bị co nhỏ lại tí nữa để chi là máu ra đây đủ. Và lúc đó thì ta đo huyết áp tại khu vực này, cánh tay mình là huyết áp tăng do áp lực chết tim bút mạnh hơn, gọi là tăng huyết áp, có thể dùng chưa? Bây giờ tăng huyết áp là gì? Do mạch máu dơ, lượng máu ra đây không có đủ, tăng huyết áp nhiều nguyên nhân lắm, nhưng mà hôm nay nguyên nhân chính là nếu mạch máu bây giờ còn nguyên nhân khác do dị dạng do mạch máu thận gì đó mình học bài ở đây, mình nói bàn những gì mình có thể xử lý được, còn cái gì dị tật trong cơ thể là mình xử lý được thì mình không nói đây, đúng không vậy? Đây mình nói về cái lý do mà mình giải quyết cái mỡ là như thế nào các anh chị nắm. Rồi khi mà nó ra đủ thì bắt buộc là cái bút nhanh bút mạnh thì là mạch máu bị co lại và tăng huyết áp. Như vậy thì thuốc tây là gì? À, khi thuốc tây cho vào, các chị dùng khi thuốc tây cho uống vào mà làm gì? Mạch máu đang co để nó ép lên thì đưa tay co thuốc tây vô. À, thuốc
để làm giãn mạch máu ra, để áp lực nó nhẹ lại chút, với lại áp lực này nhẹ giãn nhẹ ra, nhưng mà đồng thời ông cho một cái loại thuốc tay cơ đến đây là cũng đưa lượng dinh dưỡng đây oxy đủ, nghĩa là mạch máu được giãn nhưng mà lượng oxy lên đây đủ, cho nên sau khi uống thuốc tay cơ thể bệnh nhân cảm thấy đủ nhẹ nhàng, nhưng mà đau áp trở lại chỉ số gần như bình thường, nghĩa là giãn đây nhưng mà đồng thời nó cho tăng cơ oxy lên đây, cái này không đòi hỏi nữa, và cái này nó giãn ra. Mà như vậy thì thuốc tây nó có định kỳ thời gian bán quỷ đó, thường là 12-24 tiếng, hoặc có những loại 8 tiếng là nó hết. Nhưng mà bây giờ hiện giờ đa số là loại 24 tiếng. Nó hết thì bắt đầu sáng hôm sau uống, đúng sáng sau uống. Các chị nghe thấy không? Cho nên trước khi bác sĩ phụ đặt stent này và sau đặt stent này, mỗi sáng đánh răng xong động tác đầu tiên là uống thuốc. Nếu đi chơi, đi du lịch, xếp quần áo một mình chứ không biết, mà cái đầu tiên đặc biệt là phải nhớ bọc thuốc tây bỏ vô trước cái đó, đúng không nào? Không cái gì quên được, có thể quên thiếu kem răng thế, thiếu bằng chải chẳng hạn, nhưng mà cái bình thuốc tây không bao giờ quên. Rồi lỡ quên thì sao các chị? Đi khúc quên thì làm sao hả? Quên về lấy thì sao? Quên quên quên, hoặc là ghé nhà thuốc tây mua thứ khác chứ không thể nào thiếu nó được. Cho nên người bị bệnh mãn tính như cổ bác sĩ là rất là trung thủy. Các chị đồng ý không? Trung thủy cái thuốc á, không thuốc không được đó, trung thủy rồi. Thì nói lại, à khi thuốc tây vô đây làm cho mạch máu co giãn, và chính vì cũng vậy co giãn thì cuối cùng là mạch máu trên này nó bị giòn, à. Và nãy là nãy bác sĩ cũng nói rồi, bệnh viện cấp cứu bị là bệnh nhà giàu không dẫn vô bệnh viện nằm, lý do gì? Uống thuốc tây hậu quả là mạch máu nó không còn săn chắc nữa. Mặc dù bác sĩ có thể cho thêm bồi dưỡng thêm cái săn chắc, nhưng mà độ săn chắc nó không đạt yêu cầu và cuối cùng vẫn bị tai biến và bệnh lý tim mạch. Nói ra như vậy thì thuốc tây uống là hảo đó, mà thuốc tây uống thì mở máu không tan và cuối cùng là dịch hẹp thế này thì giải pháp thuốc tây, giải pháp mà bác sĩ còn uống 15 năm và cuối cùng hẹp thì phải vô bệnh viện đặt stent. Và nếu như không biết dinh dưỡng thì cái tên đó là tan rồi là đặt ra là nguy hiểm không? Đâu phải đơn giản. Và đặc biệt đó là không phải chỉ có hai nhánh cái phải trái không, cho tim ta có những người bạn, tôi có một người bạn bác sĩ giám đốc của một bệnh viện là trung bình xưa đặt một lần 5 cái stent, 5 cái luôn, bây giờ bà vẫn ổn định, mình muốn làm bệnh viện tư nhân ở trên Tiền Giang. Có những người đặt 6 nhánh luôn, đúng mà bác sĩ cũng làm đó. Có người hỏi tôi đặt 4 lần bác sĩ 6 cái cho một người, thấy không? Bây giờ giám sát họ là không biết làm sao sạch cái máu ở chỗ này nè, đây anh chị em tay một nhánh tay nhánh máu bóng nó hẹp thành nông dân là chỉ đặt mọi người nào đặt đâu, à, mạch cảnh của người hẹp mạch não, nếu mà mạch não thì vô đây hẹp chỗ này cũng lòn tới nó mà đặt rất là khó, anh chị em giải pháp bên đây là chỗ này hẹp buông ra thôi chứ mạch khác. Nhưng mà giải pháp làm sao chúng ta bây giờ làm sao đừng để cái này hẹp thì chúng ta làm sao sạch cho mạch máu là chúng ta giải quyết gần như 80% vấn đề, các chị đồng ý không? Như vậy thì bây giờ giải pháp làm sao để không còn mở máu này cho nó sạch tan máu, theo các chị có giải pháp không? Có. Đầu tiên là chúng ta làm gì? Các chị có coi kiến không tham gia à, một cái cô mà mang cái kiến trên đầu rồi đang nhắm mắt đó, còn ai nhắm mắt đang hỏi người đó đang ra không có giải pháp gì không? Làm sao để mà không đặt stent nhiều đó, làm sao cho nó thoải mái hơn, ăn được đủ chất đạm rồi. Thì hãy cho anh bạn chạm vào tay đi. Như vậy đã nói, nếu như chúng ta ăn đạm đầy đủ, ăn đầy đủ thì sản xuất đạm đầy đủ, và trong lượng đạm đầy đủ đó thì nó sẽ không sinh ra những cái béo xấu này. Đặc biệt trong cơ thể chúng ta, các anh chị hình dung rằng là mạch máu luôn luôn nó có 3 cái anh ngựa trị như nhau: đường, đạm và mỡ. 3 cái anh này, đường á anh chị ha, đạm đầu tiên á là mỡ, béo, mỡ tức là cái béo đó. Anh nào mà nhiều thì anh đó thống trị, tức là anh làm chủ. Thí dụ anh đường nhiều thì là người đó bị tiểu đường,
đồng ý không? Mà nếu mà lại đạm nhiều chính nó là anh cái khóc cái này, ông khóc cái ăn được đi thì ông khỏe đi. Tại sao đạm nhiều nước vậy? Béo nhiều thì mặt báo dơ, không mặt báo dơ thì là cao cái áo. Như vậy thì theo các vị thì chúng ta chọn nào, chọn này phải không, để duy cơ thể khỏe, đồng ý không? Như vậy thì nếu như nguồn thức ăn ban đầu mà tôi ăn độ đầy đủ đạm thì chắc chắn là một cái tế bào mình sẽ khỏe hơn. Nhưng ngược lại khổ cái là bây giờ chúng ta ăn đạm khiêm tốn, mà nếu ăn nổi nữa, một người 50kg thì cái chỉ số đạm nhu cầu cần hàng ngày là 50g đạm. Mà 50g đạm nếu mà lấy lượng đạm tốt nhất, nhiều nhất là ở thịt bò đi, các chị biết là nó khoảng bao nhiêu gram thịt bò mới ra được 50g đạm không? 750g thịt bò mới ra được 50g đạm. Có ai ăn nổi một ngày mà 700g thịt bò không? Có, cứ cho là có đi. Nếu có, các chị cho rằng ăn được 750g thịt bò. 750g thịt bò. Nhưng mà lấy được nhiêu? Lấy đạm được nhiêu? 50g đạm. Thấy không? Đạm này được 50g. Ăn bao nhiêu lấy được 50g đạm này? Vậy còn 700g nữa gì? Như vậy là nếu ăn được thì cái lợi này được bao nhiêu, nhưng mà cái này là hại không? 700g rác thải. Như vậy nếu ăn bò nhiều thì gì? Mỡ máu thì càng nhiều. Những cái đơn ăn nhiều không? Đúng không? Thế cho phép ăn, nhưng mà ăn được đó, để lấy đủ đạm luôn, có thể tôi nhu cầu 50g ăn cho tôi đủ 50g phải ăn gì? Tăng lượng đạm lên. Như vậy nó nên tăng không? Không nên tăng phải không? Đó, một cái chân dây. Tại sao mà mình không nên tăng? Rồi mình phải chọn giải pháp nào khác. Đó là một cái nghiên cứu vấn đề, ta đặt vấn đề giải pháp khác. Rồi quay lại coi như là Stan đã hiểu xong rồi, giờ quay lại trở lại cái vị trí cũ là mỡ trong máu, cái khối mỡ máu này nha. Hai khối mỡ máu này nó nằm trong mạch máu chúng ta. Bây giờ làm sao để cho khối mỡ này, cho 96,500 cây số sạch cái mỡ này là vấn đề chúng ta đặt ra. Vậy đúng không? Thì theo kiến thức học của thầy bác sĩ cũng như được viện dinh dưỡng đào tạo, nói cơ chế làm sao cho mạch máu sạch, có một câu nói của thầy nói là tuổi thọ con người quyết định bởi tuổi thọ mạch máu. Câu này nghe cảm giác không? Nghĩa là thật, các thầy nói rằng là người khỏe mạnh là mạch máu khỏe mạnh thì người đó sống khỏe mạnh, sống dai, sống tốt. Cho nên tuổi thọ con người quyết định bởi tuổi thọ mạch máu, tức là mạch máu sạch thọ thì con người sống với thọ. Cho nên là nhìn các anh chị đây là chắc chắn là ngồi hôm nay từ đây về sau là sống thọ hết. Các anh chị tôi đâu? Tin. Thì chúng ta có việc làm sạch cái máu cho sống thọ thôi. À, có những người mà chưa biết thì ta sao hết xui, chờ đợi bọn ta biết rồi giải pháp làm cho mạch máu ta sạch thì ta sống thọ. Mà theo bác sĩ cuộc phấn đấu sống không nhiều, theo cái thọ nó không cần nhiều. 90 chứ nhiều thì trời, con số 90 nó lớn quá. Bác sĩ cuộc chỉ sống 2 cái 50 thôi. Con số 50 nhỏ xuống 90 đúng không? Ở đây thế rồi. Các chị phấn đấu bởi này đang 90 số lớn quá. 2 cái 50 đủ rồi. Đó rồi. Như vậy thì làm sao? Làm sao để sạch cái này mới quan trọng. Theo kiến thức học thầy nói rồi mình về mới ngộ ra rằng mình thấy rất là hay. Cho nên là hôm nay cái hay đó truyền lại cho các anh chị vào đây, và nếu các anh chị làm được thì chắc chắn sẽ hết. Bây giờ đồng ý không? Bây giờ các anh chị biết nhu cầu đi, mình nói này để mình xóa cơ thể và tế bào mình như thế này mà đủ đầy đủ nước, đủ oxy, đủ đạm, đủ này là tế bào khỏe mạnh. Mà tế bào khỏe mạnh tức là chúng ta sống khỏe mạnh, đúng không? Đó là cái mục đích. Như vậy thì nước chúng ta hiện giờ có nước sạch không? Rồi oxy không khí đó sạch không? Vì làm sao? Tiền nhiều quá làm sao? Tôi không có tiền. Bây giờ không khí ho hả? Nước sạch thôi tôi không uống nước. Không khí không sạch tôi không thở. Khỏi hết. Đỡ tốn tiền. Rồi tóm lại là chúng ta phải làm sao duy trì cái này sạch. Thì mỗi người tự hiểu nước đâu sạch và oxy đâu sạch thì
có những chuyên đề khác, ví dụ nói về nước hoặc là nói về oxy. Oxy bây giờ thời sự hiện đại bây giờ là máy lọc không khí rất là cực kỳ số 1 thế giới luôn, là công ty chúng ta có. Chúng ta có làm chủ cái máy đó, chúng ta có tiếp nhận nó để về hưởng thụ hay không thôi anh chị nha. Rồi cái gì thì hồi nãy mình có nói rằng để cho giải quyết vấn đề mỡ trong máu nó sạch thì đầu tiên chúng ta muốn quyết định đó là chúng ta phải làm sao cái đầu vào, tức là từ cái miệng mình, phải không? Bệnh nó đến từ đâu? Từ miệng, mà miệng ra ở đâu? Đưa vô vào, mấy miệng cũng ăn thì sao ấy? Cái phải đến từ nhà bếp, thức ăn. Cái gì bệnh cũng đến mình thức ăn. Bây giờ chúng ta biết làm sao cho cái thức ăn này ha, nó đủ đủ đạm, đủ béo, đủ vitamin, khoáng chất. Bây giờ đủ không? Thức ăn này cho sạch. Thứ nhất là đủ nè, thứ hai là sạch. Bây giờ các anh chị có không? Không có thì chúng ta phải hạn chế bớt được không? Thứ nhất đủ là chúng ta buộc phải đủ. Thứ hai là cái sạch nè. Bây giờ nó không sạch thì chúng ta hạn chế đi. Hạn chế thế nào? Những cái mà không cần thiết mà chúng ta gọi là không thích ăn đó, chúng ta bỏ bớt được không? Thí dụ da lòng động vật bỏ được không? Thí dụ hạn chế thịt động vật màu đỏ được không? Hạn chế thịt con 4 cân trở lên được không? Được không? Hạn chế nó đi. Và chúng ta chuyển qua ăn gì? Thực vật, các loại là ngũ cốc, cá, được không? Như vậy là cái đầu vào chúng ta có đủ mà hạn chế được cái này. Thì chúng ta gì? Cái tim ta đỡ vất vả đúng không? Và nếu đạm, nguồn đạm được các đạm của ngũ cốc, đạm của cá thì dù sao nó cũng sạch, cũng tốt. Nó sẽ cái gan nó khỏe hơn và nó sẽ sản xuất ra cái này tốt hơn đúng không? Thì chính nghĩa là đầu vào chúng ta thay đổi thói quen nha. Cuối cùng chỗ này thì cách đầu tiên để xử lý này chúng ta phải thay đổi thói quen, được chưa? Là từ cái nguồn này. Bây giờ có gì nữa? Hạn chế tối đa rượu bia được không? Thuốc lá được không? Hạn chế là không thức khuya, không ăn đêm được không? Hạn chế tối đa những thức ăn chế biến sẵn có đát được không? Và đặc biệt là những thức ăn để qua đêm ta không nên ăn được không? Thứ nhất là các loại canh nhiều mình tiết kiệm ăn hết, cất cho tôi lạnh sát mai ăn. Và tê tự là ăn trắng canh không có nhiêu tiền nhưng mà rước quả vào thân nhiều hơn. Nổi ăn những thói quen mình cho là bình thường nhưng mà thật ra khi mình vào trình học mình biết là những cái này nên thay đổi. Đặc biệt là phải có một lối sống lành mạnh, là ăn ngủ nghỉ đúng giờ, vận động hợp lý, cuối cùng kết hợp với thức ăn tốt sạch thì cái lá gan nó khỏe mạnh. Nó khỏe mạnh sản xuất mấy cái này đầy đủ. Và tất nhiên là cái anh béo xấu này là anh sẽ ít dần à, tức là anh không phải hết hoàn toàn đâu, mà ít ít hơn là thói quen cũ ha, ít hơn. Tức là nguồn đầu vào hạn chế sức phát sinh mỡ xấu, đó là cái buộc đầu tiên. Cái này giờ trong cơ thể chúng ta đã có mỡ xấu thế này, ví dụ nó là 70, 50, 60%, chờ tới 70% để đặt tên sao? Thôi bây giờ nó có 60 mình ta làm sao nó dưới 60, giảm dần bằng cách là chúng ta làm cho tan hết những cái khối mỡ. Đầu tiên là cái mỡ lơ lửng này chưa bám vào đâu nè. Cái thứ hai là những cái anh mà đã bám này chúng ta làm cho nó sạch dần. Thì kiến thức học ở từ viện cũng như thầy chỉ cho bác sĩ cũng nói này, có lại gì? Thứ nhất là có cái anh vitamin C, là ảnh vào đây ảnh là một vị là làm bóc tách cái mảng mỡ này và tan trong môi trường nước. Ảnh lấy ra một phần nó đào thải theo nước tiểu ra ngoài. Cái thứ hai là cái anh vitamin E là một loại vitamin vô đây bóc tách những cái mảng sơ vỡ được tan trong môi trường dầu, môi trường chất béo nha. Thì hai cái này anh sẽ làm nhiệm vụ là làm sạch dần dần. Thứ nhất là sạch cái mảng tự do này, thứ hai là anh sạch tới này nha. Mà các chị hình dung là có khi nào sạch hết không? Khó lắm, không đâu phải nói gì dễ, nếu dễ quá dễ ăn đúng không? Ai uống thì dưỡng cũng hết chứ đâu phải dễ ăn. Nếu mà bạn nó bám chặt quá thì làm sao? Canxi. Hiện giờ những dòng CE này không đủ khả năng làm hết bóc tách điều đó. Canxi. Anh chị hình dung không? Nhưng bác sĩ cũng uống tới đây thì nay hết, lý do là cái nhất là sạch cái dòng dơ lửng là cái số mà bị dơ rồi. Cái gì hình dung rằng là nếu như chúng ta ăn thức ăn có này nè, đầu tiên là xuất hiện gì? Là cái
cái chất mà tinh bột á là anh sản xuất ra cái đường đi nhiều rồi. Các chị hình dung là cái ly nước đường với ly nước không có đường nó khác nhau chỗ nào không? Cái độ sánh, cái độ đặc đó, phải không? Độ sánh đặc là nó di chuyển, nếu sánh đặc thì di chuyển trong bánh bát nó chậm hơn, khó khăn hơn là nước không có độ sánh đó, phải không? Như vậy thì đầu tiên mình uống cái vitamin C này nè, là cái mảng lơ lửng này nè, nó bị đào thải sớm nhất, trở thành mạch máu thông thoáng lên, nó loãng đi, phải không? Thì nó di chuyển dễ và huyết áp đầu lượng oxy đưa lên não này nó đủ thì bắt đầu huyết áp giảm dần. Và nếu chúng ta làm cái đường ống này nó sạch trơn tru thế này luôn thì quá tuyệt vời đúng không? Nhưng bây giờ CE nó chỉ làm cái này thôi. Nhưng mà có một cái giải pháp làm có thể sạch hơn tí nữa mà thị trường Việt Nam mình chưa có, mua ở nước ngoài đem về có. Là cái gì anh chị biết không? Cái lecithin. Lecithin là một cái bộ phận dinh dưỡng này ở nước ngoài nó có, muốn mua thì cái lecithin này là nếu gặp cái vitamin E này vô nữa, hai này cộng lại thì ông sẽ bóc tách cái này mạnh hơn. Anh chị hiểu không? Cho nên có thể làm sạch máu tốt nhất là nếu chúng ta có được nguyên liệu này vô. Bây giờ hiện giá quá thì sao? Chúng ta có thể tạm thời này, nếu như chúng ta kiểm giảm áp bình thường và chúng ta hạn chế đầu vào thức ăn này thì mạch máu ta khỏe hơn, sạch hơn. Và thêm gì nữa để có di chuyển dễ dàng, chống huyết khó, chống máu tụ thì có gì? Omega 3. Cơ chế mình khi mà mở bám ở đây, các chị hiểu không? Bám đây thì tế bào hệ miễn dịch mình nó mới cử một anh tới, tức là anh bạch cầu, anh ở đây anh chống trả lại trường viêm nhiễm này và anh tạo cái khối này dính rồi đó, tạo phấn màu hay ngàn ngàn và bà. Nếu vì một lý do này, chỗ anh bạch cầu này anh tạo đây một khối này, mình nếu giữ vững đây và cái khối này giữ vững đây, anh chị em vô nó nằm ở đây không trôi ra thì thôi, mà nếu lỡ nó trôi ra nó di chuyển hết toàn thân cái máu này mà nó lên tới não, cái mạch máu não là nơi mạch máu nhỏ nhất mà cái cục này là nó trôi lên tới đây, nó nghẽn ở đây và dưới áp lực trái tim bóp càng ngày càng nhiều thì này được vỡ mạch máu rồi tai biến mạch máu não. Cho nên cái này rất là nguy hiểm. Như vậy thì người ta luôn luôn thúc đẩy cho gọi là kháng đâm, chống triệu tập tiểu cầu để cho cái cục này ít hình thành, và nếu hình thành nó tan thì từ từ nó mất đi. Thì bên nhân bên cái omega 3 anh có cái chức năng là anh cũng làm kháng viêm, anh cũng chống triệu tập cái tiểu cầu này là mạch máu bị loãng đi, và nhiệm vụ anh omega 3 này đưa vào đây thì nó có tác dụng đó. Đặc biệt omega 3 này nãy anh thấy hình dung là tế bào chúng ta có nhu cầu là chất béo, là anh này có tác dụng làm hình thành tế bỏ tế bào mới trơn láng bóng loáng. Anh này anh tan trong này, anh tạo môi trường dầu thì anh giúp di chuyển CE là hai anh chị lao trong này di chuyển vào hết 96.500 cây số, di chuyển một cách nhẹ nhàng dễ dàng nhờ cái sự trơn láng của omega 3 này, và anh hình thành tế bào hồng cầu, cái vỏ hồng cầu nó trơn láng di chuyển dễ dàng, cho nên đưa đến mạch máu não đầy đủ oxy và lúc đó huyết áp trở bình thường do trái tim không còn bốc mạnh nữa. Được chưa? Cái này các chị hiểu không? Hình dung ra đó là cơ chế của nó. Ví dụ bây giờ cơ thể chúng ta nơi nào có sự sống là nó cần có protein. Cái gì? Cái một ăn bữa một chất đó là gì? Protein. Khi protein thì vào thì là thứ nhất là anh sẽ làm là săn chắc mạch máu. Vitamin C anh làm mạch máu đây săn chắc dẻo dai. Toàn cơ thể chúng mình ngờ có C này nó phải vào mà săn chắc toàn thân nhất là dẻo dai trên mạch máu não, cho nên khả năng tai biến mở mạch máu sẽ ít đi khi có lượng vitamin C này. Cho nên càng nhiều thì sức săn chắc sức đề kháng càng tốt. Cho nên uống C vào thì sẽ đề phòng được di chứng, đề phòng được tai biến. Rồi. Và đặc biệt cái vòng tiến này với vitamin C này kết hợp vào thì anh sẽ tạo được sợi collagen, thêm một cái thần bảo vệ săn chắc nữa. Toàn thân 96.500m là nó sẽ được bảo vệ thêm một lớp săn chắc nữa nhờ thành phần protein cộng với vitamin C này. Các chị dùng ra đây ha. Như vậy thì cuối cùng là chúng ta uống này vào thì nó sẽ bảo vệ thành mạch máu, làm vệ sinh mạch máu bằng cách là đào thải mỡ mà mỡ cho máu ra. Đó là những nguyên liệu chính. Như vậy thì còn khi trái tim chúng ta tế bào trong trái tim này
để làm dễ tế bào đi. Trong đó nó có cái thi thể, cái thi thể này rất là mạnh mẽ và đầy đủ. Khi anh tế bào này anh có được một cái chất gọi là coenzyme Q10, các anh chị có thấy mấy đứa bé biết đầu biết biết đi nó chạy đó, cái bước chân nó rất là nhanh, các anh chị dùng không có khảo sát không? Và nếu như nó đầu nó đi một bước, mình bước nó theo một bước, nó đi 10 bước mình bước theo 10 bước, nó đi 100 mình theo 100 bước, các anh chị theo nổi không? Nó không, và nó chạy suốt một tiếng hồ không thấy nó mệt, mà mình chạy tiếng là không mệt, không chịu nổi đúng không? Các biết lý do tại sao không? Khi sau sinh mới sinh ra là từ mẹ hình thành ba đứa con, cơ tim của bé là coenzyme Q10 là rất là đầy đủ, rất là nhiều. Cái coenzyme Q10 này trong cơ tim này nó đầy đủ, cho nên là đó là năng lượng cho cơ tim nó bớt, mà khi cái này có nhiều thì nó bớt, nó khỏe, cho nên đứa bé nó chạy cường độ rất là lớn, mà năng lượng có đủ cho nên cơ tim không thiếu, không mệt mỏi, là máu đưa nó đầy đủ, năng lượng đầy đủ, cho nên đứa bé nó chạy hoài không mệt. Mình chạy theo mà bạn biết chơi sao? Khi tuổi bắt đầu tuổi 30 thì lượng coenzyme Q10 này bắt đầu giảm, bắt đầu nó giảm. Xin lỗi anh giết ngợ với tôi đọc không ra, bác sĩ giết hay quá, giỏi quá đọc được rồi. Cái người mình phải biết thay đổi, biết sửa chữa, nên thấy mình sai thì sửa được đó, được không anh chị? À, cô sinh cái 10 này là một đứa bé nó, cái tim đó là tại sao khi sinh ra là cái dinh dưỡng đầy đủ từ sữa mẹ và thức ăn tốt, cái tim cơ thể tế bào của đứa bé nó hấp thu dinh dưỡng rất tốt, cho nên là cái gan nó sản xuất coenzyme Q10 rất là đầy đủ và đưa vào máu, và máu đưa cung cấp cho trái tim. Coenzyme Q10 nó sẽ ở dưới ở đâu? Nó ưu tiên thứ nhất não, gan, tim, gan và thận, là ưu tiên từ não coenzyme 10 nhiều tới trái tim. Cho nên coenzyme Q10 này có đầy đủ, và khi tuổi 30, chúng ta bắt đầu cái tuổi 30 thì bắt đầu lượng coenzyme này giảm, và cái tuổi 80 thì coenzyme này còn khoảng 20%. Cho nên chúng ta tuổi lớn đi chút xíu thấy mệt, leo một thang mệt hơn là do này nè, thiếu này nè, không tính bệnh lý suy tim nha, chỉ thiếu chắc này không là chúng ta đi mệt. Và đi mệt cái trời, bác sĩ khám là tôi bị suy tim rồi, hay nghe nói không, đi mệt bị suy tim, bị bệnh tim rồi, thiếu tim rồi. Nhưng mà thật ra gì, thiếu này nè, chúng ta không, anh chị nào không tin hồi ra mà siêu thị mua liền viên Q10 đi, uống xong về tới nhà coi khác hôm qua là đi không mệt. Hay đó, bản thân bà mình uống cái chị biết không, đó là sáng sớm đi tập thể dục xong cái thét cỏ đó là lao động luôn, nhổ cỏ lao động, cái chợt nhớ là trên lầu mình để mô quên, mình chạy lên đó mình lấy chở xuống, ủa đi xuống xong thì tim đập nhanh quá trời mệt quá, nhớ thời từ sáng mình uống thì dưỡng đau, trong bữa dưỡng nó có Q10 mình không uống cho nên đi nó mệt, và chạy vô uống 2 viên cũng tiếp tục lao động, mà họ chạy lên lầu thêm tăng tầng nó chở xuống không thấy mệt gì, nên rõ ràng Q10 có tác dụng rất là tốt. Đây các anh chị cho Q10 các bạn, cái gì cảm nhận là thấy tuyệt vời của các anh chị rồi. Trong tế bào nãy mình nói rồi các chị, trong cái tế bào nãy mình đã nói là luôn luôn là mình cần đầy đủ để mà tạo tế bào mới. Ở đây là nãy mình nói lại cái chiếu, đây là nước để oxy ha, và đạm, béo, rồi là đường, vitamin. Cái gì thì cái chỗ là vitamin, khoáng chất và dưỡng chất thực vật rồi. Chúng ta nếu đầy đủ thì là sẽ tế bào mới này thay thế tế bào cũ, thì luôn luôn tế bào tỉ tế bào con người mình sẽ cần cái nguyên liệu này để thay thế những cái gì đã thoái hóa, những chất đi lật bọc lên cái mới này. Mà khi nguyên liệu đầy đủ á thì nó sẽ tế bào mạnh khỏe. Như vậy chúng ta thấy là nó có C, có E, có omega, protein, Q10 đã có rồi, nhưng mà giờ chúng ta thiếu gì? Thế này không? Thì trong cái phần dinh dưỡng chúng ta phải cần bổ sung thêm cái vitamin, khoáng chất, dưỡng chất thực vật, đúng không? Thì thường đại diện nó tên hay nói ra là có thì chúng ta có cái hộp đúc quý nó sẽ đầy đủ này hết. Cái gì cơ thể chúng ta đưa lượng số lượng này vào thì chắc chắn nó khỏe mạnh. Nhưng mà cái người mình
tuổi mà lớn đến bất đời bất đời bệnh lý thứ ba thì việc sống ăn uống nãy giờ không đủ mà không sạch thì gì cái gan là suy yếu rồi, phải không? Gan suy yếu cho nên chúng ta thêm cái gì, cái viên gan, được chưa? Thì có viên gan thì làm cho gan khỏe mạnh thì nó sản xuất ra mấy thành phần này mạnh khỏe tốt hơn, thì cơ thể gan bổ sung làm khỏe lá gan, đủ dinh dưỡng thay tạo tế bào mới, đồng thời là làm sạch mạch máu. Và thường thầy hãy nói, hãy chia sẻ đó, cơ thể chúng ta muốn khỏe mạnh thì có ba cái thông: thông tư duy, tức là suy nghĩ đúng, mình biết kiến thức đúng. Cái thứ hai là thông mạch máu, thì mình có CL omega thông máu rồi. Bây giờ đó, thông đường ruột, đúng không? Thì giờ đấy thông đường ruột thì nó có gì? Có đi sao? Đúng không? Đó. Thì ta cơ chế đó, ta từ từ thiết kế một cái đơn dinh dưỡng, đúng không chị? Rồi bây giờ nó chốt lại gì? Mình sẽ nói lại thế này. Hệ thống lại, để cơ thể mình khỏe mạnh thì thứ nhất là chúng ta buộc đầu tiên là cái gì phải có là protein, các chị ha. Protein có gì? C. Có E. C. Có người. Gì đó. E, omega 3. Gì đó. Tôi biết. Và người lớn tuổi còn thiếu không chắc gì nữa anh chị? Hả? Cái gì nữa? Nếu mà chúng ta có đủ này thì cơ thể nó phải mạnh đúng nào? Thì mình có nên cần bổ sung này không? À, nhưng mà khổ quá thì tôi nghèo quá là sao? Nghèo quá là sao? Thì nghèo có cách nghèo mà vẫn có được dinh dưỡng, đặc biệt là chị Phấn là lãnh đạo Phấn là đó là biết này là học tiền đủ mua học taxi, nhưng mà cũng bằng mọi giá mua được học taxi, mà bây giờ chị Phấn khỏe lên mà sức khỏe bây giờ phi thường, đi làm việc từ sáng có không biết bạn, là cũng nhờ này nữa các anh chị, nhờ được nắm những cơ chế này mà đưa này vào từ người không có tiền bây giờ làm mua được hũ taxi, cái đầu tiên khởi điểm bằng một nửa hũ taxi thôi trong nguyện khẩu đó. Nhưng bây giờ là có một số tiền, nói chung là sống xài hoài em hết, đi du lịch thế giới, các chị có đồng ý là sử dụng dinh dưỡng được có lợi thế không? Tại đây là có một cái duyên trước mắt, người nghèo không có tiền, vẫn nói là không có tiền là không dùng dinh dưỡng, vẫn được, muốn là có cách. Nói chị Phán ha, rồi phần chia sẻ của mình về vấn đề dinh dưỡng phục vụ cho trái tim khỏe, cơ thể khỏe là gồm những cái thứ này, các chị ha. Rồi phòng chia sẻ các sư phụ ở đây này.